Dù mới lên sóng, nhưng bộ phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả. Ai cũng tò mò về diễn biến tình cảm giữa các nhân vật sẽ ra sao, ai sẽ là người cũ của ai. Bộ phim càng thêm cuốn hút với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Việt Anh, Lã Thanh Huyền, Chí Nhân, Quỳnh Nga. Ở ngoài đời, chuyện tình duyên của họ tuy không rối ren như trong phim nhưng cũng có khá nhiều điều để nói. 1. Lã Thanh Huyền được biết đến là một nữ diễn viên nổi tiếng và vô cùng giàu có của showbiz Việt. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cô nàng này còn cực kỳ viên mãn trong hôn nhân. Năm 2011, Lã Thanh Huyền chính thức theo chồng về dinh. Ông xã của nữ diễn viên là một người tâm lý, hết lòng yêu thương và ủng hộ vợ trong sự nghiệp. Được biết, Lã Thanh Huyền cùng chồng và con trai hiện đang sống trong một căn biệt thự rộng lớn, với tổng diện tích lên đến 450m² sàn, phía trước còn có sân vườn rộng rãi và không gian ngắm hồ tuyệt đẹp. Cơ ngơi này có giá trị ước tính khoảng gần 60 tỷ đồng. Việt Anh. Ở độ tuổi 40, Việt Anh đã là một nam diễn viên vô cùng quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ. Sự nghiệp của anh ngày một thăng hoa nhưng đường tình duyên thì lại khá lận đận. Được biết, Việt Anh đã trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Người vợ đầu tiên của nam diễn viên điển trai này là biên tập viên Thùy Linh. Cả hai làm đám cưới vào năm 2007. Trong quá trình tham gia phim Gió Nghịch Mùa, Việt Anh vướng tin đồn phim giả tình thật với Lý Nhã Kỳ. Dù đã khẳng định không ghen khi thấy ông xã tình tứ bên bạn diễn nhưng sau đó Thùy Linh quyết định ly hôn. Con gái chung của cặp đôi hiện đang do mẹ chăm sóc. Việt Anh làm đám cưới lần hai với người đẹp Trần Hương sau vài năm hẹn hò. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng đầy sóng gió khi Việt Anh vướng tin đồn tình cảm với Bảo Thanh và Quế Vân. Cuối cùng, vào năm 2019, cặp đôi tuyên bố ly hôn, song đến nay họ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc con trai chung. Quỳnh Nga. Giống như Việt Anh, Quỳnh Anh tuy có sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên lại khá trắc trở. Cô từng công khai tình cảm với blogger Mr. Lee trong vòng một năm. Sau đó, nữ diễn viên có thời gian hẹn hò cùng ca sĩ Khánh Phương, nhưng mãi đến khi đã chia tay, cả hai mới thừa nhận chuyện tình cảm một thời. Đến năm 2014, Quỳnh Nga kết hôn với người mẫu Doãn Tuấn. Tưởng chừng nữ diễn viên đã tìm được chân ái của cuộc đời nhưng đáng tiếc, cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ hạnh phúc được vài năm. Cuối năm 2018, tin đồn Quỳnh Nga trục trặc hôn nhân đã rộ lên nhưng phải đến năm 2019, nữ diễn viên mới thừa nhận ly hôn. Chí Nhân cũng là một nam diễn viên nổi tiếng của Miss, nhưng đường tình duyên của anh lại khá ồn ào. Năm 2014, Chí Nhân kết hôn với diễn viên Thu Quỳnh, họ bén duyên sau khi đóng chung bộ phim Sống Cùng Lịch Sử. Đến cuối năm 2015, loạt ảnh tình tứ của Chí Nhân và MC Minh Hà bất ngờ lộ ra khiến nam diễn viên bị chê trách không thủy chung. Không lâu sau đó, Thu Quỳnh tuyên bố cả hai chính thức ly hôn sau 2 năm chung sống và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Dù đều có sự nghiệp rộng mở nhưng đường tình duyên của dàn sao Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ lại muôn màu muôn vẻ. Có người vô cùng viên mãn, có người lại ly hôn trong ồn ào hoặc trải qua nhiều mối tình, nhưng chưa thể có hạnh phúc trọn vẹn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.